Tối nay không bật lên đúng không? Mình ở bên Hai Bà. Ở Hai Bà Trưng. Mình chú đang về đến thế nào để cô... Tối lâu không bật lên đúng nghe. Thực ra xem giới thiệu. Nhà đó ở ngay cạnh hàng xóm nó cũng bằng lấy cho mình thời ngày xưa mình làm karaoke ấy. Từ về sau là quanh trong làm một karaoke chuyển sang nhà nghỉ. Bây giờ thì còn đã về mình cũng kinh doanh đấy. Về đây đấy, tối nào cũng thấy. Nhưng mà thấy trên Vân Thanh thì hôm nay nhà vừa mới làm xong, mua nhà cho Trương Đình vừa làm xong. Bây giờ mua cái màn Lâm Minh sơ rồi. Giới thiệu bật biết cho ông mê tận mắt ngày nào ông bật livestream để ông xem. Xem thiết kế cho anh một con vang với một cục chồng. Nhưng mà không biết ở đây là em có cục chồng nào nó kiểu như dạng hàng bãi mà nó của Mỹ mà nó chất lượng hay đây là toàn hàng của bãi để tình ta như giấc mơ.